Các bạn thân mến, trong video này, Đức Huy Lê Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách vào Control Panel trên hệ điều hành máy tính Windows 10. Các bạn cũng có thể thao tác tương tự với các hệ điều hành khác như Win XP, Win 7 và Win 8. Để vào Control Panel trên máy tính Windows 10, các bạn làm như sau. Trên màn hình desktop, các bạn nhấn đồng thời hai phím, phím Windows và phím X. Các bạn có thể quan sát trên video, khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ như trên màn hình, thì các bạn kích chọn Control Panel đây, thì ta sẽ xuất hiện được cửa sổ Control Panel, và cửa sổ này thì không khác gì so với các hệ điều hành Windows khác. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể nhấn đồng thời hai phím, phím Windows R để mở hộp thoại run. Sau đó hộp thoại run xuất hiện thì các bạn gõ chữ Control Panel ở đây. Đây, đây tôi gõ sẵn rồi, thì chúng ta sẽ gõ Control Panel vào đây, sau đó kích OK thì chúng ta cũng sẽ mở được hộp thoại Control Panel để có thể là thay thế, chỉnh sửa tài khoản và cài đặt phần mềm. Thì đó là cách vào Control Panel trên máy tính Windows 10. Đề nghị các bạn kích vào nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.